Chào các em. Tiếp theo chương trình luyện thi đại học của trường Quốc văn Sài Gòn. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện thi phần kỹ năng tính toán về bài sắc. Sau đây là các em tiếp tục làm bài số 3. Nhúng một thanh sắt vào 100ml dung dịch đồng 2 nitrat, nồng độ là 0,1 m lớn. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng thanh sắt A tăng 0,08 g, B tăng 0,8 g, C giảm 0,08 g và D là giảm 0,56 g. Thì các em nhớ rằng bài toán này có thể tích, dung dịch và nồng độ. Thì công việc đầu tiên các em phải tìm số mol của nó. Xong rồi mình cứ viết phương trình phản ứng ra để coi thử là sắt nó tăng hay giảm và khối lượng tăng hay giảm là bao nhiêu. Trước nhất á, là các em đi tìm cái số mol đồng nitrat. Nồng độ là bao nhiêu? Theo đề bài nồng độ là 0,1. Thể tích là bao nhiêu? 100ml phải đổi ra là 0,1 lít. Nhớ đừng có nhiều em thầy thấy vẫn cứ để thể tích là 100ml vô là sai. Trong công thức nồng độ là thể tích phải tính bằng lít. Như vậy là 0,1 nhân với 100ml đó là 0,1. Nó ra là 0,001 mol. Đó là số mol đồng nitrat. Xong rồi, bây giờ ta nhúng một tinh sắt vào đồng nitrat thì phản ứng xảy ra, các em phải viết phương trình phản ứng xảy ra rồi tính toán. Như vậy là các em đã chọn đáp án nào chưa, rồi thầy sẽ giải thích tiếp theo để coi thử các em tính toán hay sai, đúng hay sai. Trước hết là ta thấy khối lượng tăng và số mol của đồng nitrat thì nó là bằng 0,01 mol. Rồi ta viết phương trình phản ứng ra. Sắt tác dụng với đồng nitrat. Vì sắt mạnh hơn đồng cho nên nó đẩy đồng ra, nó cho ra nitrat sắt 2. Như vậy là ta thấy số mol hai cái này bằng nhau. Và số mol này cũng nào. Vậy thì số mol này là 0,01 mol. Thì ta suy ra được số mol sắt tham gia phản ứng cũng là 0,01 mol. Và ta cũng suy ra được số mol đồng cũng là 0,01 mol. Như vậy là cái số mol hai cái này nó bằng nhau, nhưng mà nguyên tử khối là khác. Nguyên tử khối của này là đồng là tới 64 mà đây 56. Rõ ràng khối lượng bồi đắp lên, tức là 64 nhân với 0,01, nó lớn hơn là 56 nhân với 0,01. Ta lấy khối lượng của đồng trừ khối lượng của sắt sinh ra, đó là khối lượng gia tăng. Đó là khối lượng gia tăng. Như vậy là đầu tiên là mình đã biết được nó là phải tăng. Các em tính toán ra. Như vậy thì là lấy, nếu mà nó tắt á, thì lấy 64 trừ cho nguyên tử khối sắt là 56, rồi nhân với số mol bằng nhau nè, 0,01 mol. Như vậy là các em tính nhanh là bằng bao nhiêu? Đó là bằng 0,08 gram. Và ta đã trả lời được là khối lượng gia tăng là 0,08 gram. Thì thầy cũng hy vọng là bài toán này ai cũng làm được hết. Bài toán thứ tư này khá dài đây.
thời gian dành nó là hơi dài, các em phải nhanh chóng. Đốt nóng hỗn hợp gồm bột nhôm và sắt 2-3, tức là oxit sắt từ thiết đó, F3O4. Không có không khí, nhớ nhấn mạnh không có không khí nha. Nếu có không khí thì bột nhôm tác dụng với oxy, nó cho oxit nhôm mất. Ở này không có không khí, vậy thì nhôm, phương pháp phản ứng này ta gọi phản ứng nhiệt nhôm. Nhôm tác dụng với sắt 2-3 oxit, nó sẽ cho ra là kim loại sắt và oxit nhôm. Rồi chia cái hỗn hợp đó làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng với sút thì nó giải phóng ra 6,72 lít khí. Phần thứ hai đem hòa tan dung dịch HCl có dư thoát ra 26,88 lít khí. Số gram mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Các em thử tính toán. Thì các em phân tích cái đề. Cái phần ví dụ như là sắt ha, sắt 3, 2-3 oxit đó, nó tác dụng với nhôm thì nó cho ra nhôm, oxit và sắt. Ví dụ như nó tác dụng vừa đủ, nó chỉ có còn lại là kim loại sắt, thì làm sao mà cái phần 1 đem tác dụng với sút mà nó giải phóng chất khí? Như vậy là mình phải biết rằng nhôm phải còn dư, vì nhôm tác dụng được với sút, cho nên mình phải đoán phản ứng này là nhôm còn dư. Nhôm còn dư nó tác dụng sút, nó giải phóng hiro, nó giải phóng hiro. Còn phần thứ hai đem hòa tan trong dung dịch axit lauric thì cái kim loại sinh ra là sắt và kim loại nhôm dư nó đều tác dụng với axit lauric. Thì viết các phương trình phản ứng đó thì các em mới tính ra được là số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Thì để một thời gian ngắn để các em chọn tính toán nhanh thử là ta chọn đáp án nào đây. Đó là đáp án A có 54 gram nhôm và 139,2 gram sắt 2-3 oxit. Phần giải thích. Như ta biết là nhôm nó tác dụng với oxit sắt, nó sẽ cho ra sắt. Đây là phản ứng nhiệt nhôm, nó sẽ cho ra sắt và oxit nhôm. Cân bằng phản ứng, cân bằng từ đâu? Ta thấy rằng ở đây 4 oxy mà đây 3, thì 3 sẽ nhân 4 mà 4 nhân 3, ha, 3 thì nhân 4, 4 thì nhân 3. Như vậy là đầu tiên ta cân bằng từ đó. Mà ở đây thành chính xác thì chỗ này phải là 9, ha. Và 4 nhôm, 4 nhân 2 là 8, như vậy là chỗ này là 8. Thì phương trình đầu tiên là các em phải viết cho nó đúng. Rồi khối lượng của hai cái đó, sinh ra nó phải chia làm hai phần bằng nhau. Nhưng mà hồi nãy như thầy đã nói là nếu mà lấy phần 1 mà tác dụng với sút mà nó cho chất khí thì chắc chắn là phải có nhôm dư. Tại vì sắt đâu có tác dụng mà với sút, mà oxit nhôm tác dụng sút nó cho đâu có cho chất khí bay lên. Vậy chỉ có phải là có nhôm, nhôm dư. Nhôm dư. Cái phản ứng này các em cũng hay lộn lắm này nha. Tác dụng với sút mà các em quên cộng với nước thì nó viết phương trình cân bằng mãi ra, nó cho ra natri aluminat giải phóng hiro. Thì ở chỗ này thì ta thấy rằng hai cái này á, một nhôm, một nhôm ha, đây hai ô này, ví dụ đầu tiên mình nhân ở đây nhân đủ hai ha. Như vậy là nhân lên thì cái này phải là nhân 2 lên. Nhân 2 lên như vậy là thành ra xin lỗi, hồi nãy thầy muốn cố tình để chỗ này mà các em quên cộng với nước là cân bằng không được. Cho nên là
nhấn mạnh lại, phải có nước, quên nước là cân bằng không được. Đó, nhớ. Như vậy là ta sẽ thấy là hai ô đây nè, không, đây là O2 đủ rồi ha. Như vậy một natri đủ ha. Đây là 3 hydro, như vậy chỗ này sẽ là 3/2. Nhưng mà có nhiều người không thích để mẫu số, ta nhân 2 lên hết. Như vậy là 2 2 2 2, và chỗ này là 3. Đó. Đó là phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch sút cho giải phóng hydro. Như vậy với số mol của hydro bay lên, ta tìm được số mol, ta tìm được số mol. Vì cho thể tích ta tìm số mol, mà biết số mol hydro là 0.3. Hay là 0.3. Thì đây 3 thì đây 2, đây 0.3 thì mình suy ra được chỗ này là 0.2 mol. Đây là số mol dư, số mol nhôm dư. Phần thứ hai thì đem cho tác dụng với axit lauric thì cái sắt mà nó sinh ra nó cũng tác dụng với cái axit, cho nên cái sắt tác dụng với axit lauric nó cũng tạo ra số mol hydro đây. Trở lại cái căn trước, thì ta thấy rằng nhôm mà còn dư đó là ở trên là 0.2 mol, thì nó lại tác dụng với axit lauric, tác dụng với axit lauric nó tạo ra là số mol hydro nhôm. Phần 2 đó, nhôm tác dụng với axit lauric thì nó tạo ra nhôm clorua giải phóng hydro. Cân bằng đây 3, đây 3/2. Nếu mà ta là mất mẫu số 2 thì 2 thì đây là 6, đây là 2 thì đây sẽ là 3. Mà cái số mol hydro này là 0.3, tương ứng cái số nhôm, mol nhôm là 0.2. Bây giờ ngược lại biết số mol 0.2 mol này thì nó tạo ra 0.3 mol hydro này. Đó. Mà số mol hydro tổng cộng thì mình biết, mình trừ đi số mol hydro sinh ra bởi nhôm thì còn lại là số mol sinh ra bởi sắt. Như vậy là ta còn phải viết phương trình phản ứng của sắt tác dụng với axit lauric nữa. Làm phép trừ là cái số mol hydro sinh ra từ phản ứng sắt, ta làm phép trừ lấy thể tích tổng cộng hydro là 26.88. Số mol hydro là 26.88 chia cho 22 lít tư. Thì các em bấm máy tính ra bằng bao nhiêu rồi đem trừ đi lấy cái số mol này, rồi lấy số mol này 0.26.88 trên 22 lít tư, ta trừ đi số mol hydro sinh ra bởi nhôm là 0.3, thì ta được số mol hydro sinh ra bởi sắt, thì ta tính ra nó là bằng 0.9. Thì ta để chỗ này 0.9 mol ở đây, thì ta sẽ suy ra được số mol sắt cũng là 0.9 mol. Như vậy thì số mol của sắt mà trong mỗi phần á nó sinh ra đó là 0.9 mol. Ha. Thì bây giờ theo phản ứng 1 thì mình tìm được số mol oxit sắt 2-3. Rồi mình tìm ra khối lượng của nó, và sau cùng mình tìm được cái khối lượng của nhôm, rồi mình cộng lại. Như vậy là các em trong cái phần sau này các em tự tính toán lấy. Nhắc lại nè, trong cái phản ứng này mình đã biết số mol của sắt sinh ra, mà trong cái phần phản ứng đầu á nó cho ra là này, nhưng mà nhân 2 lên, tại vì mình thí nghiệm chỗ này á là lấy mỗi phần luôn, ví dụ như đây 0.9 thì mình nhân lên đây là phải là 0.18,
biết số mol này suy ra số mol này, biết số mol này suy ra số mol nhôm đã phản ứng, được cộng với số mol, cái này cũng nhân đôi lên là số mol nhôm còn dư, thì tổng cộng mình sẽ tính được thì cái đáp án của nó là khối lượng của oxit sắt là 139,2 và số mol của nhôm là 54. Như vậy là ta chọn đáp án B. Đó, cái đáp án B đó là 54 gram nhôm và 139,2 gram sắt 3 oxit. Đây là một bài toán dài, đòi hỏi kỹ năng tính toán của các em phải là tốt mới tìm ra được cái đáp án. Để hiểu thêm về phần này, thầy sẽ cho các em một vài thí dụ nữa. Các em hãy chuẩn bị chép cái những thí dụ đó. Bây giờ ta giải bài tập tiếp theo. Cho 7,22 gram hỗn hợp X gồm sắt và một kim loại M có hóa trị không đổi. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần thứ nhất bằng dung dịch axit clohydric được 2,128 lít hiro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hòa tan hết phần thứ hai trong dung dịch axit nitric thì được 1,792 lít khí NO đo điều kiện tiêu chuẩn. Sản phẩm duy nhất. Hãy xác định M là kim loại nào. A là nhôm, B là kẽm, C là magie, D là beri. Ở đây là một hỗn hợp gồm các sắt và một kim loại M mà ta phải xác định. Và nhớ là chia làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng axit lauric, phần thứ hai